Hello anh em, mình là Quân đến từ chuyenintactical.com. Và vừa rồi đó là cái clip mình test ánh sáng thực tế của chiếc đèn Olay Marauder 2. Đây là phiên bản nâng cấp của tiền nhiệm trước đó là cây X7R của Olay ra đời năm 2016-2017 gì đó. Đây là một cái kiểu đèn người ta gọi là soda light. Thì nó có kích thước như một cái lon nước ngọt thôi, nhưng mà nó có cái độ sáng rất là lớn. Đây là một cây đèn nó dành riêng cho những cái hoạt động tác chiến, cứu hộ, tìm kiếm hoặc là thám hiểm chuyên nghiệp. Mình thì nhu cầu hiện tại của mình nó chưa có đến chừng đó, và mình cũng chưa có trải nghiệm qua những cái hoạt động này. Bởi vậy mình sẽ không có nói nhiều về vấn đề kỹ thuật hoặc là nhu cầu quá chuyên biệt đâu. Mình sẽ đóng vai khách hàng, cùng nhau chúng ta sẽ mở cây đèn này ra để xem khi mà chúng ta bỏ ra khoảng 8 triệu đồng để mua cây đèn này thì chúng ta sẽ nhận được gì nha. Hiện tại mình có ở đây là một phiên bản bình thường màu đen xanh đặc trưng của Olay, và một phiên bản đặc biệt. Phiên bản này được sản xuất giới hạn với cái màu nó rất là độc lạ. Đây là màu cam. Đây các bạn có thể thấy cái đèn Olay Marauder 2 trên tay mình nó rất là nhỏ gọn luôn. Ở trong cái phiên bản đặc biệt này thì chúng ta sẽ có thân đèn, bộ sạc của nó, cái đầu chuyển và một cái case nhựa như thế này. Còn với cái phiên bản bình thường thì chúng ta sẽ có một cái hộp được siêu kín như thế này. Một cái điểm mà mình rất thích ở Olay, rất là ấn tượng ở Olay, đó chính là từ sản phẩm cho tới bao bì của họ nhìn rất là chuyên nghiệp và chỉnh chu. Cái cảm giác mà chúng ta unbox một cái đèn nó cũng tương tự như chúng ta unbox một cái iPhone hoặc là một cái iPad. Đây thì giống như rất là nhiều thương hiệu đèn pin khác thì ở ngay ngoài bao bì của Olay nó có thể hiện chúng ta được độ sáng tối đa đó là 14.000 lumens và cái tầm chiếu xa tối đa là 800m. Đây, bao bì. Và bên ngoài nó có luôn cái bảng runtime của cái đèn là độ sáng 14.000 lumens, nó có thể sáng được trong 3 giờ 10 phút và chiếu xa 450m. Và tương tự như vậy với những cái mức sáng còn lại, nó có những cái thời lượng sáng và tầm chiếu xa tương ứng. Riêng ở cái đèn Marauder 2 này thì cái cấu tạo về bóng đèn và thấu kính của nó rất là đặc biệt. Bóng đèn của nó là nó gồm một cái tổ hợp gồm 12 bóng led xung quanh là để chiếu sáng rộng tương ứng với cái floodlight, cái bảng runtime floodlight trên đây, và một cái bóng ở giữa chuyên để chiếu xa, nó tương ứng với các bảng runtime spotlight ở phía dưới đây. Và hai cái nhóm bóng đèn này nó hoạt động độc lập với nhau, tức là chúng ta có thể chuyển từ chiếu rộng sang chiếu xa. Đây là một cái tính năng rất là độc đáo, bởi vì đa số các hãng đèn pin đều phải hy sinh một yếu tố gì đó để có thể ưu tiên cho một yếu tố gì đó còn lại, tương ứng với cái mục đích mà nhà sản xuất họ làm ra cây đèn. Nhưng mà ở cây đèn này chúng ta vừa có được cái sự nhỏ gọn, vừa thỏa mãn được cái nhu cầu chiếu xa và thỏa mãn luôn được cả cái nhu cầu chiếu rộng. Ok, trở lại với cái đèn này, chúng ta sẽ cùng mở ra xem. Đây, một sự chỉnh chu tiếp theo của Olay. Thank you. Và không chỉ riêng cái đèn nào đắt tiền thì Olay mới cảm ơn khách hàng đâu, họ cảm ơn khách hàng của họ trên tất cả các sản phẩm của mình. Đây là cái thân đèn của chúng ta. Nói chung là những cái phần nào nó có thấu kính hoặc là thủy tinh thì nó sẽ seal lại để cho nó khỏi xước. Tiếp theo thì chúng ta có cái bộ phụ kiện của nó. Nó gồm có một cái sách hướng dẫn sử dụng, một cái dây đeo tay. Chắc chắn rồi, cái dây này mình rất là hay sử dụng nó từ đèn lớn tới đèn nhỏ luôn. Bởi vì khi mà chúng ta đeo cái đèn chiếu sáng trên tay mà chúng ta cần phải xử lý một công việc gì đó ngay lập tức á, chúng ta có thể buông cái đèn ngay lập tức và nó sẽ lủng lẳng trên cổ tay mình, và chúng ta có thể thao tác được cái việc đó bằng cả hai tay. Trên thân đèn thì nó có một cái khoen để chúng ta có thể gắn cái dây này vào. Đây, có thể lấy ra và xếp gọn vào. Nó làm bằng kim loại luôn, rất là chắc chắn. Ok, bây giờ tới bộ sạc của Olay Marauder 2. Thì bộ sạc này mình đánh giá nó rất là cao, bởi vì nó được hoàn thiện chi tiết rất là tốt.
và cái sạc của chúng ta sử dụng đó là sạc Type-C, dây cáp Type-C cả hai đầu luôn. Nó giống với những cái sản phẩm công nghệ mới bây giờ, ví dụ như là MacBook. Và sạc cũng rất là chỉnh chu luôn, không có chi tiết thừa. Và sạc chúng ta có thể sạc ở đây. Online thiết kế cái cổng sạc của họ nhìn rất là lạ, rất là mới. Đây, chúng ta xoay ra để có thể sạc, sau đó là xoay lại. Thì cái thiết kế này nó ưu việt hơn cái cổng sạc cũ che chắn bằng cái nút cao su á. Thì mình đánh giá là nó bền hơn và nó tiện hơn để thao tác. Cái vấn đề đóng mở cái cổng này nó chỉ có ngăn bụi hoặc là dị vật nó tác động vào trong cái cổng sạc thôi, chứ nó không có ảnh hưởng tới cái vấn đề chống nước của đèn. Với kích thước như thế này thì anh em hoàn toàn có thể bỏ trong ba lô mang đi khắp nơi, hoặc là chúng ta bỏ trên xe hơi, bỏ trong cốp xe. Trên thân đèn thì mình đánh giá cái độ hoàn thiện chi tiết của sản phẩm Olay rất cao. Cho tới thời điểm hiện tại thì đối với những cái hãng đèn pin đang được nhập chính hãng ở shop chuyên Tactical thì mình đánh giá Olay là sản phẩm có cái độ hoàn thiện chi tiết cao nhất. Trên đầu đèn thì nó thiết kế như thế này, để cho khi mà chúng ta đặt trên cái mặt phẳng thì kính sẽ không có bị xước. Và ngoài ra anh em cũng có thể sử dụng trong cái trường hợp mà chúng ta cần thoát hiểm, có thể sử dụng để phá kính. Ở trên cái đầu đèn thì nó có thiết kế như thế này để nó tránh cho đèn bị lăn khi chúng ta đặt trên mặt phẳng. Cái phía đuôi đèn thì hãng thiết kế nó là cái mặt phẳng như thế này luôn, để khi mà chúng ta cần để trên mặt phẳng chiếu sáng thẳng lên thì chúng ta cũng có thể để được. Đó là lý do mà cái khuy để chúng ta có thể xỏ cái dây nó nằm ở vị trí này, nó sẽ không có cấn xuống cái mặt phẳng ở phía bên dưới. Theo công bố của hãng thì cái sạc này nó giúp cho online sạc rất là nhanh. Sạc bay cây đèn này bằng cái bộ phụ kiện sạc của hãng nó chỉ mất 2,5 giờ thôi, rất là ấn tượng. Và đèn hoàn toàn có thể sạc bằng những thiết bị sạc dự phòng ngoài khi mà cần thiết. Đây, khi mà sạc thì đèn nó sẽ báo vào đây. Và khi mà pin đầy thì cái đèn đỏ này nó sẽ chuyển sang đèn xanh. Và ngoài ra nó còn có một cái tính năng nữa, đó là cái đèn này có thể sử dụng như một cái sạc dự phòng luôn. Đây, anh em có thể thấy rất là tiện luôn. Cái bộ sạc này anh em hoàn toàn có thể sử dụng cho những thiết bị điện tử khác như là laptop hoặc là máy tính bảng. Bộ sạc rất là đáng giá. Và Type-C là một cái cổng hiện nay rất là thông dụng, cho nên là khi mà anh em mang đi xa thì chúng ta không có phải mang theo quá nhiều cái loại sạc khác nhau, lỡ khi mà chúng ta quên thì chúng ta cũng không có thể thay thế được. Đối với Online Marauder thì hãng sử dụng pin tích hợp thẳng ở trong thân đèn luôn. Điều này nó vừa ưu vừa nhược. Nhược ở chỗ đó là khi mà anh em đi xa ở những nơi chúng ta khó có thể tiếp cận được nguồn điện để sạc trong vài ngày á, thì chúng ta không có thể sạc sẵn cái pin và chúng ta mang theo để chúng ta thay vào. Nhưng hãng làm như thế này để chúng ta không có tự ý thay những cái loại pin nó có những cái thông số kỹ thuật khác với cái thông số kỹ thuật mà hãng sử dụng để tối ưu cho cái quá trình hoạt động của cái đèn này, nhằm bảo vệ tuổi thọ của đèn cũng như là tránh những cái rủi ro về tai nạn cháy nổ. Về cái giao diện sử dụng của cái đèn này thì mình đánh giá nó rất là thân thiện, đèn rất là dễ sử dụng. Ta điều khiển bằng cách xoay cái bánh xe này, tức là bật tắt và xoay cái độ sáng ở đây, nó sẽ điều chỉnh rất là dễ dàng. Và trên thân đèn nó có hai cái dải đèn ở đây, một bên là điều biểu thị độ sáng, một bên là để biểu thị mức pin còn lại. Đèn được chuyển qua chuyển lại giữa hai cái nhóm bóng đèn bằng một cái nút, bằng một cái công tắc ở đây. Đèn sẽ chuyển từ chế độ chiếu xa sang chế độ chiếu rộng. Và để chuyển đèn sang chế độ chớp thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút điều khiển chính 3 lần. Và chúng ta muốn bật đèn ở chế độ turbo, chế độ sáng nhất, thì chúng ta double click vào trong cái nút chính này. Vậy là xong. Trong những tình huống khẩn cấp cần phải xử lý nhanh chóng, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, thì mình nghĩ cái giao diện sử dụng này nó rất là đáng giá trong những trường hợp đó. Bởi vì khi mà một cái đèn nó có quá nhiều mức sáng, quá nhiều chế độ, trong những cái trường hợp khẩn cấp thì chúng ta không thể nào nhớ nổi cái giao diện sử dụng của nó, hoặc là phải mất quá nhiều thao tác để có thể chỉnh đúng tới cái mức sáng hoặc cái chế độ mà mình cần.
thì mình nghĩ cái vấn đề giao diện sử dụng nó rất là quan trọng. Và tất nhiên rồi, đối với những cái cây đèn mà nó có công suất cao, có độ sáng rất là mạnh như thế này thì nó sẽ không thể thiếu được cái cảm biến. Chúng ta có thể thấy bốn cái lỗ ở phía trong cái thấu kính. Bởi vì khi mà đèn có độ sáng quá cao thì cái nhiệt lượng sinh ra trong cái quá trình chiếu sáng của nó cũng rất là lớn. Cho nên đây là một tính năng cũng rất là cần thiết để có thể bảo vệ được người cũng như vật được chiếu sáng. Và đó là những cái trải nghiệm và cảm nhận cá nhân của mình khi mà unbox cây đèn Olight Marauder 2 này. Anh em thấy như thế nào? Mình chỉ thấy đây là một cây đèn rất là đáng trải nghiệm cho dân chuyên nghiệp. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip unbox sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.